Trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, nhắc đến Tết là phải nhắc tới bánh chưng. Không chỉ là một món ăn truyền thống, mà chiếc bánh chưng còn gắn bó với biết bao thế hệ con người Việt Nam. Gắn với kỷ niệm tuổi thơ và là hình ảnh mà những người con xa quê luôn nhớ tới trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Đặc biệt, chiếc bánh chưng xanh đầy đặn vuông vắn ấy còn là tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà tổ tiên, đồng thời thể hiện ước mong về một năm mới đoàn tụ, ấm no và an lành. Thưa quý vị và các bạn, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán thì bánh chưng là một món ăn không thể thiếu trong mọi gia đình. Tuy nhiên ngày nay, đặc biệt là ở các thành phố thì vì không có thời gian cũng như là địa điểm để chúng ta có thể tự gói và tự nấu bánh chưng, cho nên việc mua sẵn rất là phổ biến. Mua sẵn thì rất là tiện lợi, tuy nhiên nó cũng sẽ lấy đi phần nào không khí Tết truyền thống của chúng ta. Hơn nữa, nếu như chúng ta mua phải bánh chưng không đảm bảo chất lượng thì nó còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Vì vậy, việc tự gói và tự nấu bánh chưng vẫn được xem là một phương án hợp lý để chúng ta có một cái Tết vui vẻ, khỏe mạnh. Và ngay sau đây thì tôi sẽ cùng với anh Vũ Bá Hà, đầu bếp của nhà hàng Alta, sẽ cùng giới thiệu với quý vị và các bạn cách gói bánh chưng và nấu bánh chưng sao cho ngon nhất cũng như là dễ dàng nhất. Vâng, xin mời anh Hà. Vâng, chào Hương, chào khán giả của VTC 14, chương trình Ngon và Lành. Hôm nay mình với cả Hương sẽ, tôi sẽ hướng dẫn cho Hương cách mà gói, quấn bánh chưng, và cái quan trọng nhất đó là cách chọn nguyên liệu để mình làm nên một chiếc bánh chưng. Bánh chưng không chỉ là một món ăn để mà phục vụ cho ngày Tết, mà nó còn là một món ăn để mình thường bày biện trên ban thờ để cúng dỗ tổ tiên lên, để mà có cái không khí, nói bánh chưng người ta sẽ nói đến không khí của ngày Tết. Mà ngày Tết thì nó sẽ có rất nhiều những cái món ngon để mình bày biện trên ban thờ để cúng dỗ tổ tiên, nhưng không thể thiếu được đó là cặp bánh chưng. Bánh chưng luôn luôn làm cái hình tượng của ngày Tết Nguyên đán. Vậy anh Hà này, để làm một chiếc bánh chưng thì chúng ta sẽ cần có những cái nguyên liệu nào ạ? Để làm nên một chiếc bánh chưng thì chúng ta phải có ví dụ như là gạo lếp, nhưng mà mình phải nên chọn gạo lếp cái hoa vàng và đỗ xanh, thịt ba chỉ lợn và lá rong. Lá rong là không thể thiếu được. Rồi, lạt. Đây là những cái nguyên liệu, những cái nguyên liệu và vật dụng chính để mình tạo lên món ăn này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái gia vị như là nước mắm, chút xíu mì chính, chút tiêu, muối để làm cho vị của món ăn này thêm đậm đà hơn, và nó sẽ làm cho món ăn này nó không bị nhạt nhẽo hay là ngấy. Thì mình sẽ cho thêm những phần gia vị nữa vào. Anh ơi, nếu mà cái phần gạo nếp ấy, thì chúng ta cần phải có cái sự chú ý nào không ạ? Cái phần gạo nếp này thì là mình phải tìm chọn được gạo nếp ngon đã là đành rồi. Nhưng mà trước khi mình muốn sử dụng để quấn gói thì mình sẽ ngâm nó ít nhất từ 6 cho đến 8 tiếng. Mà tốt hơn hết trong mỗi gia đình ấy, thì mình nên ngâm cái gạo, phần gạo nếp này từ tối ngày hôm trước cho đến sáng ngày hôm sau, là mình sẽ có một mẻ gạo tương đối ổn để mình cuốn vào gói bánh rồi. Đỗ xanh thì nó là đỗ xanh ấy, thì thường thường ở quê cũng như là ở trên Hà Nội thì nó có hai loại đỗ, một loại đỗ chưa tách vỏ và một loại đỗ đã tách vỏ. Thường thường thì loại đỗ chưa tách vỏ thì mình ngâm cái thời lượng cũng như là đỗ đã tách vỏ, cái thời lượng như nhau từ 6 đến 8 tiếng. Nhưng phần lưu ý đó là mình phải đun cái nước cho nó ấm ấm tay, bắt đầu mình đổ vào ngâm cho đến sáng ngày hôm sau. Với đỗ chưa tách vỏ thì chúng ta không phải làm cái thao tác là đãi, đãi đỗ. Còn nếu mà đỗ chưa tách vỏ thì chúng ta phải làm thêm một công tác, đó là đãi phần đỗ ra khỏi phần vỏ của nó, để làm sao cho phần hạt đỗ nó sẽ được như thế này. Và lưu ý là cái đỗ này mình nên chọn ở những cái cửa hàng có uy tín thì nó sẽ có cái sản phẩm đỗ ngon hơn và béo ngậy hơn.
Anh ơi, thế còn về cả lá dong ạ, thì chúng ta phải có những cái sự chú ý nào? Lá dong thì mình nên chọn cái lá dong rừng, nhất là mình tìm những cái lá bánh tẻ nó có màu xanh thẫm như thế này, thì để khi mình gói, để khi mình gói cái phần lá này này đấy, nó sẽ đẹp hơn. Còn ngoài ra, trước khi mà mình làm ấy, muốn làm được cái lá dong như này thì mình sẽ phải rửa sạch cái phần lá, ngâm ít nhất là từ 2-3 tiếng cho nó bở phần bẩn, tức là bụi đất ở trên cái phần lá, nhất là lưu ý mình phải rửa hai mặt đấy. Và sau đó thì mình sẽ tước cái phần sống lưng để cho nó mềm, cho nó mềm đi để khi mà mình cuốn nó không gãy lá, không gập lá. Trước khi mình muốn làm mình lau sạch, lau khô cái phần lá đi mình mới được giải ngạn. Ngoài ra thì mình sẽ phải chuẩn bị cái lạt, lạt này là từ ống ra thì là mình rất là mỏng đúng không? Ở ngoài chợ thì cũng rất nhiều, nhưng mà ở một số vùng quê thì thường họ sẽ tự làm và họ sẽ chẻ mỏng, chẻ rất là mỏng. Trước khi mình muốn cuốn và gói thì mình lại phải luộc qua ít nhất là khoảng tầm 5 đến 15 phút. Khi sôi, lúc mà nước đang sôi. Sau đó thì mình lại cho ra, mình ngâm nước lạnh bình thường để cho lạt nguội. Sau đó mình sẽ cuốn. Trong bánh chưng thì mình không thể quên, không thể thiếu được phần thịt. Đó là phần thịt lợn. Mình nên chọn, có thể là có những gia đình họ sẽ chọn bằng ba chỉ, có những gia đình thì chọn một thịt mông, và đó là theo sở thích cũng như là theo những biến tấu về sau này của những người dân Việt Nam. Có thể là người ta sẽ gói bánh chưng, có thể là nguyên liệu không chỉ là thịt lợn, mà bây giờ người ta có thể gói bằng thịt gà hoặc là có thể là gói bằng sườn lom, tùy theo để cho đa dạng trong những ngày Tết. Thì nhiều bố mẹ cũng như là nhiều người đấy thì cũng là muốn sáng tạo đi để cho món ăn của ngày Tết nó không chỉ đơn giản chỉ là bánh chưng và thịt lợn nữa. Đấy, trước khi chúng ta muốn gói cái phần bánh chưng này ấy, thì đầu tiên là em sẽ hỗ trợ cho anh lau cho anh mấy cái lá này đi. Thì trong cái lúc mà em lau lá thì anh sẽ cho cái phần muối vào trong gạo để làm sao cho gạo nó đều, có một vị đậm đà. Thường cái tỷ lệ muối và gạo nếp thì chúng ta nên chia như thế nào ấy? Thường thì cứ 10 cân gạo cho 100g muối. Bánh mà nó mà nhạt quá thì ăn nó sẽ bị ngán. Như bánh nhạt thì nó sẽ nhanh hỏng. Đúng rồi. Mà nó tạo ra mình cái cảm giác mình ăn không ngon. Đặt lá thì cái lớp đầu tiên bên ngoài chúng ta nên đặt lá, rửa mặt xanh này ra ngoài cho nó đẹp đúng không? Cho nó đẹp, cho xanh cái phần bánh. Và đây là lớp thứ hai. Lớp thứ hai thì chúng ta lại phải lửa lên để cho cái phần xanh này nó bám vào với bánh. Đầu tiên là mình sẽ cho mình bắt gạo này. Bắt gạo dàn đều không gạo. Một chiếc bánh thì là chúng ta sẽ đong khoảng bao nhiêu gạo anh? Khoảng như cái bánh này thì sẽ đong khoảng bát với một chút để cho nó vừa phải thôi. Đỗ lấy khoảng một nửa bát. Vâng. Mình cho trước vào đây. Cái liều lượng của đỗ thì như nào anh? Đỗ thì mình khoảng là cứ gạo hai phần thì đỗ chỉ một phần. Vâng. Thịt này mình sẽ ướp vào một loại nước mắm ngon, một chút xíu mì chính và tiêu sọ được dầu. Nhưng lưu ý là bạn nên ướp nó khoảng tầm từ 2 tiếng rưỡi trên 3 tiếng. Nếu mà thời gian càng lâu càng tốt, bởi vì nó sẽ làm cho nó sẽ ngập sâu hơn. Nhưng mà tối đa nó chỉ khoảng tầm 4 đến 5 tiếng. Và bây giờ là phần trên, là một vụ bắp đại nữa, chúng ta sẽ đổ cái phần mặt. Lưu ý là phần gạo này chúng ta sẽ đổ sao cho kín phần đỗ với cả thịt như thế nào. Bây giờ là thao tác gói. Em thấy cái công đoạn gói này là quan trọng nhất. Đúng rồi, bởi quyết định cái bánh có thành công hay không đấy. Cái công đoạn gói này là gần như là quan trọng nhất. Gần như đó là quyết định đến 80% bánh có thành công hay không. Chúng ta trong lúc gói chúng ta lên dỗ bánh xuống cho nó bánh nó chặt, sau đó thì đặt nguyên về vị trí như thế nào.
ban đầu. Lưu ý là mình làm bánh chưng chặt tay và các cái nếp gấp chúng ta phải dứt khoát thì mình sẽ được cái bánh chưng nó sẽ vuông vức hơn, đẹp hơn. Vừa trong quá trình mình vừa gói vừa phải cắn, vừa ấn làm sao để cho cái phần bánh chưng đẹp hơn, vuông vức hơn. Đây là một cái bánh chưng về nó chỉ làm bằng một chiếc bánh chưng cỡ vừa, chứ không cần phải làm một bánh chưng cỡ quá to. Đấy thì mình chỉ cần làm một cái bánh chưng như vậy thôi. Gói một cái bánh chưng Hương cảm thấy rất là dễ dàng đúng không? Vâng ạ. Hy vọng thì Hương sẽ về nhà, có thể là từ cái bánh chưng này Hương sẽ cho nhiều người ở giới trẻ mình biết thêm về bánh chưng này, cũng như là cách gói nó rất đơn giản đúng không? Nhưng mà đây mới chỉ là bước đệm cho một cái sản phẩm chuẩn bị hoàn thiện thôi. Bây giờ chúng ta còn phải luộc nó cơ. Bởi vì luộc bánh chưng nó là một nghệ thuật. Bởi vì luộc bánh chưng nó là trong một thời gian rất là dài, từ 10 đến 11 tiếng cơ, mà trong tình trạng nước lúc nào cũng được sôi liu riu. Thì trước khi mà mình xếp bánh vào mình luộc ấy, cái đầu tiên mình phải cho tất cả cái phần cọng này với cả những cái lá nó xấu, nó bị thủng, để mình lót phần xuống phần đáy nồi để cho nó chống bị khét. Khi mà mình xếp bánh thì mình lên xếp theo phương thẳng đứng và lưu ý xếp chặt vừa phải, không quá lèn nó. Trong cái quá trình mình luộc ấy, thì là mình sẽ luộc sôi, bắt đầu bắc lỗ bếp lên mình sẽ luộc sôi, sôi trong khoảng tầm từ 5 cho đến 7 phút. Nếu mà nó giảm lửa xuống, cứ để lăn tăn như thế cho đến 11 tiếng. Với những chia sẻ của anh Hà thì chương trình cũng hy vọng là sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những kiến thức, những kinh nghiệm để có thể tự gói và tự nấu những nồi bánh chưng để chúng ta có đón một năm mới an lành và hạnh phúc. Với nhiều thế hệ người Việt Nam, chiếc bánh chưng là niềm hân hoan của ngày Tết. Sum họp, đoàn tụ và không khí Tết chỉ thực sự về khi các bà, các chị tất bật rửa lá dong, ngâm gạo, đãi đỗ. Cảnh trẻ con mặt mũi háo hức ngồi xem bố mẹ gói bánh. Cảnh già trẻ, lớn bé ngồi trong nồi bánh chưng. Ngoài trời sương lạnh, buốt giá, không át được không khí ấm nồng quanh bếp lửa hồng. Khi bánh chín, những chiếc bánh đẹp, dày dặn, vuông thành sắc cạnh được dành riêng để bày bàn thờ cúng ông bà tổ tiên. Bánh chưng gợi nhớ đến Tết, hay Tết gợi nhớ đến việc có bánh chưng. Có lẽ sự hòa quyện đó đã trở thành một biểu trưng văn hóa của dân tộc Việt. Bánh chưng biểu trưng cho Tết. Vì thế, công việc chuẩn bị gói bánh chưng mỗi khi Tết đến đã là một phong tục đẹp trong văn hóa Việt Nam và luôn cần được lưu giữ.